Dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè, nhưng cán bộ chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động của 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều hăng hái tham gia tranh tài tại Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Bốn nội dung được tập trung thi đấu trong hội thao năm nay là duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội biểu diễn võ tay không, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thi chỉ huy thực hành chiến thuật tình huống bảo vệ mục tiêu, thi bắn súng tiểu liên AK. Chiến sĩ Dân quân cơ động thi 3 môn quân sự phối hợp, gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m. Đây là những nội dung tổng hợp có yêu cầu cao về thể lực, sức bền, nên 21 trung đội dân quân cơ động các xã, phường đã chuẩn bị cho hội thao từ nhiều tháng nay. Bản thân tôi là lần đầu tiên là tham gia, tôi thấy rất vui và ý nghĩa. Trong hội thao thì chúng tôi được tập luyện và biết cách sử dụng súng tiểu liên AK và ném lựu đạn. Và với cái nội dung chạy 1.500m vũ trang của nữ thì là với cái thời tiết như bây giờ rất là khắc nghiệt. Nhưng mà với tinh thần thì chúng tôi đã tập luyện rất là cố gắng và trong cuộc thi thì chúng tôi cũng đạt được kết quả cao. Tôi đã phải rèn luyện rất nhiều và cố gắng rất nhiều và được sự chỉ bảo của các cán bộ quân sự của phường chỉ bảo tận tình thì tôi đã có thành tích tốt nhất. Không chỉ kiểm tra kỹ chiến thuật và thể lực của từng người, từng tiểu đội, hội thao còn chú trọng đánh giá khả năng hiệp đồng chiến đấu của các trung đội dân quân cơ động tại mỗi địa phương. Qua cái hội thao thì tôi cũng nâng cao được về cái chiến thuật, kỹ năng chiến thuật và cũng được rèn luyện về các yếu lĩnh động tác về bắn súng và ném lựu đạn. Hội thao này thì cũng giúp cho lực lượng dân quân địa bàn thị trấn nói riêng và huyện Ba Tre nói chung nâng cao được kỹ năng để xử trí các tình huống trong thực tế. Được chọn làm điểm hội thao cho toàn tỉnh Quảng Ninh nên quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Cẩm Phả đã chủ động tích cực làm tốt từ công tác chuẩn bị, đảm bảo khoa học, nghiêm túc. Các thành viên ban giám khảo chấm điểm đánh giá kết quả các nội dung đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Vì thế, kết thúc hội thao Trung đội Dân quân cơ động thành phố Cẩm Phả, nhiều tập thể cá nhân thi đấu đạt thành tích cao, hội thao đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Sau hội thao, thành phố Cẩm Phả sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để huấn luyện, bồi dưỡng, tham gia hội thao cấp tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Hội thao dân quân cơ động năm 2022 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với hội thao lần này, chúng tôi xác định qua hội thao để nhằm đánh giá cũng như nâng cao chất lượng đội hình, đội ngũ cũng như là nâng cao kỹ năng tổ chức, huấn luyện của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và lực lượng dân quân cơ động các cái phường xã. Từ đó thì chọn ra những cá nhân tiêu biểu để tham gia hội thao cấp tỉnh. Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 là cơ hội để đánh giá thực chất trình độ tổ chức huấn luyện của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và đội ngũ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng. Đây cũng là dịp để rèn luyện thể lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao toàn diện trình độ chính trị, quân sự của lực lượng dân quân cơ động, để mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động là một hạt nhân xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương.